Người chăm giữ xác chết Nhà vĩnh biệt Nỗi đau của mất mát Chúng tôi tìm đến khu nhà Nằm tận cuối khuôn viên Bệnh viện nhân dân gia định, Thành phố Hồ Chí Minh Không còn nhiều bóng bác sĩ Bệnh nhân đi lại Như các khu khám chữa bệnh Con đường dẫn vào khu nhà này Khá vắng vẻ và yên tĩnh Mở cánh cửa sắt lớn Đón chúng tôi là một người đàn ông chừng 50 tuổi với vẻ mặt trầm tĩnh. Ông là một trong những người làm công việc hiếm ai dám làm, trông coi và xử lý tử thi tại nhà đại thể hay còn gọi là nhà xác, nhà vĩnh biệt. Mình không làm thì ai làm? Tiếng kinh vẫn đều đặn vọng bên tai trước khi chúng tôi đặt chân vào căn phòng đầu tiên của khu nhà Vĩnh Biệt. Toàn khu nhà có tổng cộng 4 căn phòng, lần lượt từ ngoài vào là phòng khâm liệm, phòng lưu trữ xác, phòng xử lý thi thể. Bên cạnh đó là phòng nghỉ của nhân viên. Những căn phòng có thể khiến người ta dùng mình khi chỉ vừa nghe tên. Người đón chúng tôi là ông Lê Văn Ban, 55 tuổi, tổ trưởng phụ trách nhà đại thể Bệnh viện Nhân dân Gia Định khác với tính chất công việc luôn khiến người bình thường dùng mình khi nghĩ tới ông ban tỉnh rồi bắt đầu câu chuyện sáng nay vừa có một người bị tai nạn giao thông hiện cảnh sát đang giám định pháp y trong phòng mổ xác nên chưa vào được mùi tử khí nồng bất giác sọc vào mũi khiến chúng tôi nhăn mặt dù chỉ đứng nơi cửa phòng Ông Ban làm việc cùng xác chết tại đây đã gần 30 năm. Năm 1990, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, tôi được bố một người bạn quen trong quân trường giới thiệu vào bệnh viện này. Muốn ổn định công việc nên tôi cũng đánh liều để thử. ấy vậy mà, dinh luôn tới giờ. Ông Ban chia sẻ về cơ duyên với cái nghề lạnh sống lưng. Ngày đầu bước chân vào nhà xác, Ông ban cũng lạnh cả người. Lần đầu tiếp xúc với một người đã chết, ông còn bị ám ảnh đến mấy ngày liền. Nhưng ông chia sẻ, mới đầu cũng sợ chứ, nhưng rồi cứ nghĩ mình không làm thì ai làm, vậy là làm thôi. Chỉ sau một tuần tôi đã dần thích nghi. Cái nghề này đặc biệt là vậy, để làm được không phải vì làm nhiều rồi quen, mà quan trọng là có cái tâm để làm hay không hiện ở nhà xác bệnh viện nhân dân gia định ngoài ông ban còn có thêm hai nhân viên nữa thay nhau trực tiếp phụ trách công việc vì quy mô nhà xác này cũng có phần nhỏ hơn so với các bệnh viện khác nên mỗi ngày chỉ có hai nhân viên làm việc đến đêm sẽ chỉ còn một người trực ông ban giải thích về công việc mình làm khi nhận được thông báo từ bệnh viện chúng tôi sẽ nhanh chóng đến nhận xác về nếu không liên quan đến vi phạm pháp luật Người mất sẽ được xử lý theo nguyện vọng của gia đình họ Tức muốn liệu ở đây Chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục Để hỗ trợ tiến hành ngay tại phòng liệm này Hoặc ngược lại sẽ trả về Trước khi giao xác cho người nhà Chúng tôi đều phải tắm rửa Thay quần áo cho thi thể sạch sẽ Ông cũng kể về các trường hợp Gặp tai nạn Khiến tứ chi không còn được nguyên vẹn Chính ông và các đồng nghiệp cũng là người trực tiếp khâu thi thể ghép nối các bộ phận sao cho hoàn chỉnh nhất. Đối với các trường hợp không có người thân nhận xác được bảo quản trong các tủ đông tại phòng lưu trữ xác. Hiện tại nơi đây có 3 tủ đông với sức chứa 6 tử thi. Ông cũng thú thật rằng ban đầu chỉ là muốn tìm một công việc ổn định, nhưng rồi ông bám nghề vì dần tìm thấy niềm vui từ chính nỗi buồn của mọi người niềm vui ở đây dĩ nhiên không phải là trước sự mất mát mà là cảm giác khi giúp được những người không may được yên lòng xuôi tay nhắm mắt cũng như hỗ trợ cho thân nhân của họ trong hoàn cảnh bối rối và đau buồn đúng tôi ngày chỉ toàn chết chóc mau me nhưng phải có làm mới có hiểu cái ấm lòng khi giúp được một người sống đã rõ ràng còn cái ấm lòng gấp đôi khi giúp được người chết đâu phải ai cũng hiểu Nên không làm thì thôi còn đã làm thì ai cũng bám nghề hàng chục năm cả Ông ban trầm ngập Vui buồn khi làm thân với xác Gần 30 năm luôn ở gần với xác chết Những người làm công việc đặc biệt như ông Ban Đã giữ cho riêng mình không biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui Nói về việc tắm xác khâu xác ngủ đêm trong xác thì ông bình tĩnh đến lạ lùng Nhưng hỏi về những điều khó quên nhất trong nghề Ông lại im lặng một hồi lâu Rồi mới cất tiếng Nghề này ngoài làm quen với xác Vẫn còn một thứ khó làm quen hơn nhiều Đó là sự mật mát Cả chục năm tôi vẫn không quên được cảm giác Khi khâm liệm một thi thể Tại căn phòng này Là một người cha mất Để lại người vợ và đứa con nhỏ đứa nhỏ đó khóc kêu ba rồi nó quay sang hỏi mẹ ba có tỉnh dậy không mẹ tự dưng nước mắt tôi trào ra dù tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc khi làm nghề nữa ông ban kể với đôi mắt đỏ hoe cũng vì hiểu hơn ai hết mối gắn kết tình cảm thiêng liêng giữa người với người mà ông ban luôn giữ cái tâm với nghề phải luôn kỹ và luôn làm cho tốt nhất Ngoài việc trông coi, xử lý và bảo quan sát Ông Ban cùng các đồng nghiệp còn thường xuyên liên hệ Các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện Hoặc đề xuất trực tiếp đến bệnh viện Để xin hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn Không đủ điều kiện an táng. Ông khẳng định chưa bao giờ để một người nào Nằm lâu trong căn phòng lạnh lẽo kia Từng có nhiều người đến thử công việc này Rồi ói, rồi choáng váng mặt mày không thì về cũng mất ngủ Đa số chỉ qua một bữa là chạy hết Không làm được Mười mấy người đến May mắn lắm Thì giữ được một người hợp nghề Người ta hay nói chúng tôi là thần kinh thép Thực ra cũng có gì đâu Mình đừng nghĩ chuyện xấu Mình đừng làm chuyện ác Thì lương tâm mình thanh thản vậy thôi Ông Ban thẳng thắn ấy vậy mà ông Ban Cũng từng có lúc chạy lòng vì những lời ra tiếng vào về công việc của mình Như ông chia sẻ Lúc biết tôi làm nghề này Nhiều người lắc đầu ái ngại Thậm chí e rẻ cái tiếp xúc Ngay cả bản thân tôi cũng sợ Con tôi sẽ buồn khi biết Và nghe bạn bè nói về nghề của cha mình Nhưng may mắn là cả ba mẹ Lẫn vợ con tôi đều hiểu Hơn thế con tôi còn hãnh diện Vì bố gan dạ quá cùng đôi lần ông gặp những thân nhân bị quá đau buồn mà có lời lẽ không hay nhưng có lẽ như ông nói mình đừng nghĩ chuyện xấu mình đừng làm chuyện ác thì lương tâm mình thanh thản vậy thôi lớn lên ba kẻ con nghe nghề ai cũng sợ còn lớn tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện về cuộc đời tôi về cái nghề giữ xác người ai cũng sợ hãi Tôi nghĩ con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ nó." Anh Lâm tâm sự. "Chúng tôi theo chân anh Nguyễn Sơn Lâm, 44 tuổi, nhân viên phụ trách nhà đại thể bệnh viện nhi Đồng 1. Đi dọc hết con đường có hàng cây xanh rậm rạp mát lạnh nằm ở cổng sau của bệnh viện để đến khu vực nhà đại thể. Khu vực này rất ít người lui tới, ngoại trừ anh Lâm và hai đồng nghiệp. Con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ của nó." Đến nơi anh Lâm Mở cánh cửa sắt hoen gì được quá kỹ Tiến vào bên trong Chúng tôi cảm nhận ngay một không khí im lìm Lạnh lẽo Đây chính là nơi làm việc hàng ngày của anh Lâm Và hai đồng đội Hiện tại nhà đại thể Ở bệnh viện như đồng một Có ba nhân viên chia nhau túc trực 24 trên 24 Một người làm công việc hành chính Và một người trực ở nhà xác Người còn lại được nghỉ Cứ thế chúng tôi thay phiên nhau làm từ ngày này sang tháng nọ Anh Lâm nói Trước đây anh Lâm làm hộ lý Tại phòng mổ được hơn 8 năm Cho đến năm 2014 Không may anh bị tai nạn gãy chân Nên mất 3 tháng để điều trị Trong thời gian đó Vì khoa thiếu người Nên đã đề xuất một người khác thay thế Từ đó anh được phân công vào vị trí trông coi nhà đại thể anh Lâm kể về những ngày đầu tiếp nhận công việc giữ xác người. Tôi làm tại nhà đại thể cũng gần 3 năm, lúc đầu cũng bị tâm lý lắm. Nhưng được anh Hưng, người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề, hướng dẫn nên quen dần. Nói tới xác người thì ai mà không ghê không sợ. Nhưng khi nhìn thấy xác những đứa bé tím tái thì tôi không thể cầm lòng được, thường lắm. Anh Lâm thú thật rằng, Trước đây cũng có rất nhiều người đến ứng tuyển vào vị trí trông coi nhà đại thể Nhưng họ chỉ tiếp xúc với xác người một hai lần là họ biệt tâm Từ đó anh không thấy họ đến làm nữa chắc họ sợ Nhiều người gọi anh là bạn của những vong hồn Anh nghe rồi cũng âm ừ cho qua Nửa thật nửa đùa anh lầm nói Từ xưa giờ nhiều người nói thấy ma thấy quỷ nhưng bản thân tôi thì không tin và cũng chưa từng thấy bao giờ mặc dù tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với các xác cũng nhờ vậy mà tôi mới trụ được với nghề này nếu thấy chắc tôi cũng chạy sớm anh à. lâm thật sự may mắn khi cả đôi bên gia đình đều ủng hộ đặc biệt là người vợ tuyệt vời của anh vợ tôi hay nói với tôi công việc của anh có chút đáng sợ nhưng anh không làm thì ai làm câu nói đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục và hoàn thành tốt công việc của mình anh lâm tự hào nói còn lớn tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện về cuộc đời của tôi về cái nghề giữ xác người bao người sợ hãi tôi nghĩ con tôi sẽ ủng hộ tôi như mẹ của nó anh lâm tâm sự chạy ra ngoài để không thưa anh lâm nếu nói làm công việc này thường xuyên tiếp xúc với xác nên dễ nhiễm bệnh từ người chết cũng đúng nhưng chủ yếu là do cách vệ sinh khử trùng của mình có đảm bảo hay không vi khuẩn thì nơi nào mà chẳng có nhưng tôi được học qua một lớp tập huấn về các bước vệ sinh khử trùng tôi thường tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà nên việc mang mầm bệnh về nhà thì cũng không đáng để lo ngại anh lâm nói công việc của anh lâm và đồng nghiệp chỉ đơn giản là nhận xác trông coi và bảo quản Nhìn thì đơn giản vậy thôi Nhưng Lâm lại rất sợ một điều Anh sợ đến mức trốn chạy Đó là nỗi buồn của sự mất mát Khi những em bé mất Sẽ được các cô hộ lý tắm rửa Thay quần áo sạch sẽ hết rồi Khi các bé được chuyển đến đây Là đã tươm tất sạch sẽ Chúng tôi sẽ mang các bé vào học lạnh Anh Lâm nói Nhìn nhiều bé mới chào đời Cái tên còn chưa có Bản thân anh Lâm cũng xót xa lắm Nhưng anh bất lực Anh chỉ biết làm tốt công việc hiện tại Điều đó cũng một phần giúp cho sự ra đi của các bé được thanh thản Có những bé 14-15 tuổi Vì bệnh quá nặng nên không thể vượt qua Thậm chí có những bé sơ sinh chỉ sống 1-2 tuần thì mất Chứng kiến cảnh tượng đó tôi chỉ biết câm lặng Nhìn gia đình người chết khóc lóc trong sự bất lực anh Lâm trải lòng Trong suốt những năm tháng anh Lâm gắn bó với nghề Anh đã tiếp xúc với biết bao xác chết Cảm nhận biết bao sự đau thương mất mát Có ngồi kẻ thì đến bao giờ mới hết Nhưng trong hoài niệm của anh Vẫn hẳn sâu hình ảnh Một cô bé Nằm trên chiếc xe lạnh ngắt Mà anh đã từng đưa đến nhà đại thể Anh Lâm kể đó là trường hợp của một cô bé gái đáng thương khoảng 4 tuổi ở hóc môn theo người nhà kể trong một lần được cậu trở đi ăn trẻ thì bị một người say xỉn tông trúng vụ tai nạn khiến cả hai cậu cháu tử vong ngay tại chỗ gia đình bé gào thét trong vô vọng khiến tôi phải chạy ra bên ngoài để khóc cũng đôi lần anh suy nghĩ vu vơ rồi tự hỏi tại sao mình lại làm công việc này mình sẽ bị chai lì cảm xúc mất thôi vì hàng ngày hàng giờ mình phải chứng kiến cảnh thượng đau thương mất mát nhưng rốt cục anh vẫn gắn bó với công việc trông coi nhà đại thể như một cơ duyên kỳ lạ như bấy lâu vẫn thế con theo cha và nghề nhận tử thi ngoài công việc trông coi bảo quản chăm sóc thi thể những người làm việc đặc biệt ở trường đại học y dược còn kiêm luôn việc tiếp nhận các xác được hiến tặng phục vụ cho khoa học Anh Đỗ Thành Nhân Trưởng nhóm tiếp nhận bà Quản Thi hài Bộ môn giải phẫu học Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Có 20 năm làm nghề tại đây Theo anh nghề này cũng bình thường như bao nghề khác Cũng có khó khăn vất vả Họ hàng, người thân đều theo nghề giữ tử thi ở tổ tiếp nhận bảo quản thi hải của bộ môn giải phẫu học trường đại học y dược thành phố hồ chí minh có 8 thành viên phụ trách công tác bảo quản tiếp nhận thi hải dành cho việc nghiên cứu khoa học sinh viên ngày y thực tập những người này đa phần đều có quan hệ họ hàng với nhau vì thế anh đỗ thành nhân được xem như là thế hệ nối nghiệp lâu đời nhất trong bộ môn giải phẫu học này ngay từ khi còn trẻ, anh Nhân đã nối tiếp truyền thống của cha để bước vào nghề bảo quản thi hài. Theo anh Nhân, cơ duyên để anh đến với nghề là từ người cha của mình. Ban đầu anh Nhân chỉ phụ việc bảo quản thi hài cho cha ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành Trương Minh. Còn anh làm ở trường đại học y dược. Một lần do trường đại học y dược thiếu nhân sự nên anh Nhân quyết định chuyển về trường này nhận việc. Hồi xưa có ông cậu làm trước Sau đó tới cha tôi Và bây giờ là tôi Tiếp nối nhau làm nghề này Hiện giờ đa số là anh em tụi tôi làm Giờ có tôi, em ruột, em rẻ Thậm chí cả con của tôi Cũng làm việc ở đây Bản chất của nghề này là tiếp xúc với xác người Nên nhiều người sẽ e ngại Sau một vài ngày Thì họ sẽ chạy mất Nói chỉ đến chuyện ký hợp đồng lâu dài Anh Nhân chia sẻ trong những ngày gần đây khi được dịp tham quan các căn phòng bảo quản tử thi tôi có hỏi anh nhân anh làm việc ở đây có sợ không anh nhân đáp có nhiều người cũng hỏi tôi như vậy hỏi tôi có bao giờ thấy ma không tôi chỉ nói có thấy gì đâu tôi cũng thấy rất bình thường do anh được tiếp xúc làm quen với tử thi ngay khi còn trẻ nên dần dần việc tiếp cận xác chết của anh nhân không có gì là ghê gớm Công việc hàng ngày của tổ là bảo quản tử thi bằng cách ngâm hóa chất, bơm thuốc, xử lý hoặc cất vào kho lạnh. Đến ngày sinh viên thực tập, tổ sẽ mang tử thi ở kho lạnh ra ngoài để nguội khoảng 3 tiếng rồi chuyển qua phòng thực hành. Còn khu vực cạnh là phòng giải phẫu nơi chứa hàng chục tử thi được ngâm với hóa chất trong các thùng inox. Ở đây mỗi khi cần nghiên cứu, anh nhân liền mở nắp các thùng dùng tay quay để nâng tử thi từ bên dưới. Về các khung xương sau khi xử lý bằng cách cạo bỏ lớp da thịt, anh nhân cũng tự tay lắp ghép lại rồi bảo quản. Làm nghề này phải biết đốt xương như thế nào. Ví dụ như đốt xương sống cổ hay thắt lưng nằm ở đâu để lắp ghép lại. Nhưng đối với nghề này đa số là tôi phải tự học từ những người đi trước, chứ không ai dạy tôi gì cả. Anh nhân chia sẻ đối với những tử thi đã quá thời hạn nghiên cứu anh nhân kiêm luôn việc tắm rửa tử thi cạo những mảnh xương ra để lấy xương lưu giữ cho việc học không những thế anh nhân còn kiêm luôn việc an táng cho các tử thi khi hết thời gian phục vụ rồi liên hệ trả cho cốt người chết về lại gia đình nửa đêm đi nhận tử thi ngoài chuyện bảo quản tử thi anh nhân còn làm luôn việc tiếp nhận tử thi từ những người hiến tại Đến nay anh nhân ước tính đã tiếp nhận đến gần 700 tử thi. Trong suốt khoảng thời gian đó, hầu như thời gian anh nhân ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Vì việc tiếp nhận không kể giờ giấc, có khi anh phải ở lại trường suốt đêm là chuyện thường. Hay có những lúc anh nhân vẫn phải túc trực tận nửa đêm đi nhận tử thi rồi mang về trường anh nhân so sánh công việc ở nhà xác không gây bằng công việc tiếp nhận và bảo quản tử thi ở nhà xác chỉ tiếp nhận xác rồi cất vào tủ đông đến khi có thân nhân đến nhận rồi bàn giao còn công việc của tôi thì khi có người hiến xác tôi sẽ thông báo cho anh em chuẩn bị xe áo quan đi đến tận nhà người ta nhận về xong mình sẽ ướp bảo quản sau đó đem xác ra vô cho sinh viên thực hành kể về những kỷ niệm trong những lần tiếp nhận tử thi anh nhân cho biết có khi ngày đêm giao thừa mồng hai tết đi nhận tử thi hoặc có lúc cao điểm một ngày nhận liên tiếp một đến hai tử thi là chuyện bình thường nhưng năm tháng trước kia khi nhận được tin người hiến xác qua đời có khi anh còn lặn lội đến tận vùng cà mau vào trong những khu vực xa xôi hẻo lánh làm nghề này phải có tâm cái tâm bảo quản tử thi là cái đầu tiên còn cái tâm thứ hai là khi đến nhà nhận xác vì thân thể của cha mẹ người ta họ đâu phải dễ dàng cho mình mang đi lúc đó cái mình cần là cái tâm trong sáng làm cho thân người chết hiểu được ý nghĩa của việc hiến xác anh nhân nói về tâm niệm khi làm nghề của mình tuy vậy anh nhân cũng cho rằng người làm nghề này phải luôn có các tử thi mà mình chăm sóc như những người thân trong nhà có như thế mới gắn bó lâu dài với nghề chợ giấy ngày và đêm sinh tử mong manh nằm lặng lẽ trên đường thuận kiều quận 11 thành phố hồ chí minh khu nhà vĩnh biệt bệnh viện chợ giấy toát lên một vẻ lạnh lùng có tả không như những nơi khác nhà vĩnh biệt này nằm biệt lập với khuôn viên bệnh viện cách cổng chính vài trăm mét do khoa giải phẫu bệnh của bệnh viện chợ giấy phải xử lý một khối lượng công việc lớn nên diện tích khu nhà vĩnh biệt này rộng đến hơn 300 mét vuông với tổng cộng 5 nhân viên xử lý thi thể và hai nhân viên bảo vệ kiêm làm thủ tục. Một hơi thở tắt đi là một câu chuyện đời. Theo lời hẹn, chúng tôi đến nơi lưu trữ và xử lý thi thể của bệnh viện trợ giấy vào một buổi tối. Bên trái cánh cửa cổng sắt lớn là bảng đèn vuông bước để dòng chữ nhà Vĩnh Biệt. Ánh sáng tấm bảng chỉ phát ra vừa đủ Nhưng chắc cũng chẳng ai đi ngang Muốn ngoái nhìn vào Với diện tích rộng hơn So với nhà đại thể của nhiều bệnh viện khác Trong thành phố Cùng với những hàng đèn trắng toát mở dọc hành lang Càng tạo cho chúng tôi cảm giác lạnh lẽo khi bước vào Anh Trần Tánh 43 tuổi Nhân viên nhà vĩnh biệt bệnh viện chợ lớn Đón chúng tôi khi vừa từ phòng đông sắc bước ra anh cởi đôi găng tay anh vừa hỏi Đêm nay các anh ngủ lại đây phải không Khi chúng tôi chưa kịp từ chối anh đã cười Khỏi lặc đầu Mười người vào đây là hơn chín người về Có ai dám ở lại đâu Anh Tánh làm việc tại nhà vĩnh biệt này đã hơn mười năm nay Một ngày của những nhân viên như anh Lẫn nhân viên bảo vệ Đều bắt đầu từ sáu giờ sáng hôm trước Đến sáu giờ sáng hôm sau sau đó sẽ đến người khác vào thay thế và luôn giữ số lượng hai người xử lý thi thể cùng một bảo vệ. Với quy mô của bệnh viện trợ giấy anh Tánh cho biết, ba người vậy mà nhiều hôm vẫn quá tài. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận từ 2 đến 3 ca, nhưng có hôm số lượng tăng vào lên 8 đến 9 ca, phải làm suốt cả ngày lẫn đêm. Các anh em khác vẫn phải trực chiến dù không phải ngày trực của mình. Mười năm Gần như ăn ngủ bên cạnh những thi thể Anh Tánh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời Anh tâm sự Mỗi một hơi thở tắt đi Là một câu chuyện Một niềm thương tâm Cho cả người nằm kia lẫn người còn đang sống Dù đã quen với sinh ly tử biệt Nhưng có nhiều điều vẫn ám ảnh trong đầu Những con người làm công việc giận người ở đây Nhiều như đợt đây Là những người bị tai nạn lao động Tai nạn giao thông Hoặc ẩu đà do mâu thuẫn khiến các phần thân thể không còn nguyên vẹn. Có những vụ án lại liên quan đến người nổi tiếng, gây xôn xa dư luận. Họ nhân vẫn là xác chết cháy với da thịt dễ bong ra và nặng mùi. Có cả trường hợp người nhà đến thấy xác người thân chết vì ếch khô đen đã không dám nhận và bỏ về. Anh tánh bùi ngồi nhớ lại ba câu chuyện chẳng ai giống ai. Sinh tử mong mạnh như chân mắt. Những nhân viên như anh Tánh Trước khi làm công việc lạnh sống lưng này Đều từng là nhân viên hộ lý bảo vệ Tại bệnh viện Và lực luân chuyển sang nhà vĩnh biệt Anh vẫn còn nhớ hoài Cảm giác khi lần đầu tiên tiếp xúc với một xác người Lúc đầu tôi làm giữ xe tại bệnh viện Khi bệnh viện cần nhân sự thì chuyển tôi sang đây Mới vào Chỉ nhìn thôi tôi đã nhận rồi Về thấy cơm hộ ăn nổi cả tháng trời Ê, vậy mà chính anh Tánh cũng không nghĩ mình lại gắn bó với công việc suốt 10 năm. Ban đầu chỉ đơn giản là mưu sinh. Khi làm rồi mới nghĩ nếu mình không làm thì ai làm. Tới lúc thấy những người còn sống dối bờ trong mất mát. Thấy những con người tận số nằm đó chờ mình tắm rửa trang điểm thay quần áo tươm tất để ra đi. Thì mình mới biết chẳng thể nào bỏ cái nghề này được nữa. Anh Tánh chậm ngập. Ông Nguyễn Văn Tám 59 tuổi là người gắn bó với nhà Vĩnh Biệt Bệnh viện Trợ Giấy đã 20 năm nay. Nó lại tiếp tục câu chuyện bằng những lần trang điểm cho xác chết. Người đã mất rất nhạt nhạt, ngoài vệ sinh sạch sẽ, chúng tôi cũng làm cả công việc trang điểm cho họ. Tô môi, sơn móng tay, đánh phấn, chải tóc cái thi thể, chúng tôi đều làm cả. Cũng là người cũ dạy người mới vậy thôi, trang điểm xác sẽ có hơn một chút vì da mặt họ ít ăn phấn. Nam lại dễ hơn nữ vì chỉ cần hồng hà một chút không cần quá đậm, ông Tam cho biết. Ông cũng chia sẻ tuy trang điểm xác là thiếu yêu cầu người thân nhưng cũng có ca từ ông làm vì thấy cần làm như một cách an ủi họ về thế giới bên kia. Ông đã từng tắm xác trang điểm cho nhiều người mẫu diễn viên xấu số nhưng dù là ai ông cũng tự dặn lòng phải làm bằng tất cả sự thành tâm Vì nhắm mắt rồi thì ai cũng như ai Hơn 20 năm làm nghề Ông Tám cảm thấy cách nhìn nhận cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều Ông bọc bạch Ngày nào cũng thấy chết chóc Tôi nhận ra sinh tử cuộc đời nhiều khi mong manh như chớp mắt Nóng vội một giây trên đường Hay thiếu kiềm chế rồi gây gổ Cuối cùng chỉ còn lại tang thương Xưa tôi nóng tính Làm nghề rồi tự dưng đầm lại Hơn thua làm chi rồi chết Cũng xuôi tay chẳng mang theo được gì Mày ôm xác rồi về ôm vợ làm sao Câu chuyện về những người làm cái nghề hiếm người làm Cứ trải dài với tất cả vui buồn đan xen Dù ít dù nhiều thì cũng hệt như nhau Họ đều đã từng chạy lòng Vì miệng đời tiếng vào lời ra Bạn bè người thân ai cũng nói Bộ hết nghề làm rồi hay sao mà chọn nghề này Giết rồi tự tôi Cũng ít khi nào tới nhà bạn bè Họp mặt toàn hẹn ra ngoài thôi Có người hiểu Người không Nhưng thường họ vẫn đùa Tôi ngày mày ôm xa không Rồi về ôm vợ làm sao Nhiều khi họ đùa Nhưng tự dưng mình vẫn suy nghĩ nhiều Anh Tanh nói mà cúi đầu Nhìn chăm chăm vào hai bàn tay của mình Đang nắm lại ở nhà xác bệnh viện trợ giấy Bộ phận bảo vệ sẽ kiêm cả công việc giấy tờ Hướng dẫn thủ tục cho người thân Cũng là những con người ngày ngày mở mắt ra là thấy xác Ông Bùi Đức Tuyên 56 tuổi bảo vệ tại đây Lại trải lòng về những câu chuyện cùng thân nhân Ông cho biết đa phần gia đình không ai muốn giám định mổ xẻ gì cả Nên sẽ làm ẩm lên Khi đó ông phải cố gắng giải thích cho họ hiểu về thủ tục và quyền lợi phải bình tĩnh dù cho họ có bức xúc to tiếng bao nhiêu phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ thứ mới hiểu cái buồn vì mất mát lớn thế nào và ứng xử phù hợp khi mình an ủi được họ giúp họ giảm đi phần nào nỗi đau tự mình cũng thấy vui ông tuyên bộc bạch theo ông khó khăn nhất có lẽ là với những gia đình người dân tộc cụ thể là người trăm ông cho biết giờ tôi có họ thường rất ít nên có nhiều ca chuyển đến đây Xác định chỉ còn 3 tiếng nữa phải chôn Vậy là anh em lo mà chạy Họ có những tục riêng Mà nếu không hiểu sẽ lớn chuyện Nên mình càng phải giữ bình tĩnh và kỹ lưỡng Nói rồi ông chỉ tay vào phòng bảo vệ và bà cười Đó Trong phòng không dám để cái gì cả Ly thủy tinh Vật sắt nhọn đều cất hết Vì nhiều lúc họ đụng cái gì là họ cầm phang hết nơi nhà xác lạnh lẽo với nhiều thăng trầm buồn vui như thế nhưng chúng tôi vẫn thấy cạnh bờ tường những chậu hoa kiểng những giàn nho dậu bạc hà xanh mướt một góc còn có chiếc lồng nuôi gà Cây hồ nuôi cá ông tám giải thích niềm vui của anh em trong đây đấy thế lương ảm đạm quá thì mình tự tìm cái gì đó để làm vui khi chúng tôi đang huyên thuyên với ông về giàn hoa kiểng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên inh hỏi từ phòng bảo vệ như đã qua quen Ông Tám già bước nhanh vào bên trong Để cùng đồng nghiệp chuẩn bị làm nhiệm vụ Chúng tôi nhìn theo lòng mông lung nhiều suy nghĩ Vậy là lại một hơi thở nữa vừa tận lịm Là những phận đời nữa sắp được kể ra Lại một câu chuyện nghề nữa Đang đến với những người sống cùng người chết